chiếc robot S6 Mark V và giới thiệu cho chúng ta những công nghệ mới ở trên phần phía trước như nhận diện và tránh vật cản bằng AI. Multi-level mapping là một cái chức năng lưu bản đồ 3 tầng. Và lần này S6 Mark V đem đến cho chúng ta một cái khả năng lưu trữ bản đồ của 4 tầng làm việc và một cái số lượng bản đồ có thể lưu được là 4 tầng ấy, thì sẽ rất là tiện cho những nhà có nhiều tầng. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái chức năng là Smart Mob Control. Cái chức năng này thì robot sẽ có thể là tự nhận diện được những khu vực chưa làm hết và sẽ về sạc rồi đi làm tiếp. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái lực hút cảm biến bằng cái động cơ NIDEC. Thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu cụ thể hơn. Bây giờ mình sẽ đến với cái phần quan trọng nhất là cái phần mở hộp. Trước khi mở hộp thì mình sẽ xem tiếp cái phần mặt sau. Phần mặt sau ở đây được giới thiệu rất là nhiều. Và cái sự thay đổi đầu tiên là True Visual AI. Tôi đang thấy là một cái camera có sử dụng AI. Và tiếp theo nữa thì cái Intelligent Navigation là cái nhận diện thông minh. Khi mà điều hướng đi có thể nhận diện được từng phòng một. Rồi rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa thì có cái công nghệ là Engine Clean. Rồi với cái khả năng là tăng 25% lực hút cùng với một cái sức hút là 2500 Pascal. Thì cái lực hút này hiện tại đang là một cái lực hút cao nhất trong những chiếc máy robot hút bụi thông minh và tốt nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ. Và chúng ta sẽ cắt siêu. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi đến lần lượt các cái phụ kiện của máy. Chúng ta sẽ có một cái chân đế để có thể cố định robot. Nhưng mà theo mình thì cái chân đế này cũng không cần thiết nếu như nhà chúng ta bằng phẳng. Và có một quyển sách hướng dẫn sử dụng rất là dày ở đây với đủ các thứ tiếng. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Ok. Tiếp theo nữa thì chúng ta có riêng một quyển sách hướng dẫn sử dụng app điều khiển. Lần này thì Xiaomi đem đến cho chúng ta một cái app điều khiển mới có cái tên là Roborock. Ok, các bạn có thể download và cài đặt theo cái hướng dẫn trong quyển sách này. Rồi chúng ta đi đến các cái phần phụ kiện tiếp theo. Sẽ có một chiếc màng lọc HEPA dự phòng. Đây là dây nguồn. Mình sẽ để lần lượt ra. Chúng ta có một cái tấm nâu nhà. Lát nữa mình sẽ gắn vào. Rồi ok, đấy là các cái phụ kiện phía trên. Và nhân vật chính của chúng ta chính là chiếc máy robot hút bụi Xiaomi S6 Mark V đang được rất là nhiều các cái mong chờ. Ok. Và cái điểm nổi bật nhất mà các bạn có thể nhìn thấy ngay được đấy là dòng chữ Reactix AI. Và chúng ta sẽ mở cái nắp này ra xem nó là cái gì. Và chắc chắn rồi, nó là camera. Và một điểm khác biệt nữa là Xiaomi sử dụng đến hai camera. Và như những gì Xiaomi giới thiệu thì với hai chiếc camera này nó sẽ hoạt động như mắt con người. Tức là với hai chiếc camera này thì cái tầm quan sát và cái góc quan sát nó cũng sẽ rộng và xa hơn và đem đến cái khả năng làm việc chính xác cũng như là nhận diện các cái đồ vật ở trên mặt sàn tốt hơn.
Thì lát nữa mình cũng sẽ làm một cái bài test để cho các bạn xem. Và cái camera này hoàn toàn có khả năng phân tích dữ liệu như Xiaomi giới thiệu. Và đặc biệt hơn nữa thì camera này kết hợp với LiDAR và cụm LDS ở trên hệ thống điều hướng thông minh của robot sẽ giúp robot di chuyển rất chính xác bằng hai cái bộ xử lý là GPU và CPU được Xiaomi sử dụng của Qualcomm, là trong những cái bộ xử lý rất là mạnh mẽ bây giờ. Rồi ok, thì mình sẽ cho cái đốc sạc ra. Nếu như các bạn từng xem mở hộp sản phẩm S6 thì có một sự khác biệt tiếp theo nữa. Trên cái sản phẩm S6 Max V này là cái đốc sạc nó đã nhỏ hơn, gọn hơn. Thì mình cũng đánh giá rất là cao cái điểm này. Và nó cũng đem lại cái thời lượng sạc siêu nhanh ở trên cái chiếc Roborock S6 Max V này. Mình sẽ thử luôn cắm sạc. Rồi, có lẽ mình sẽ thay đổi một chút góc quay để chúng ta cùng xem chi tiết hơn về phần ok, chúng ta sẽ xem chi tiết hơn về phần thiết kế của máy. Mình thật sự đánh giá rất là cao cái thiết kế của Xiaomi Roborock S6 Max V lần này. Tại sao lại như vậy? Vì thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy cái đường vát rất là gọn gàng. Chúng ta sẽ có cảm giác máy nhỏ hơn, mỏng hơn, nhưng thực tế thì cái chiều cao của máy vẫn là 9,6 cm, và đây là một cái chiều cao rất là lý tưởng, có thể chui vào các cái gầm bàn, gầm ghế dưới 10 cm để làm việc được rất là tốt. Trên cạnh của mình đây đang là cái sản phẩm Roborock S5, thì chúng ta thấy có quá nhiều điểm thay đổi ở trên cái thiết kế. Đầu tiên là phần vát góc sẽ làm cho sản phẩm rất sang trọng. Vát góc và cái góc vát nó sẽ sử dụng cái hiệu ứng bóng giống như một cái đường diamond cut, làm cho sản phẩm nhìn trông rất là sang trọng. Và sử dụng cái lớp sơn chúng ta sẽ có cảm giác nó không phải là nhựa. Như đối với cái sản phẩm S5 mà bên tay phải tôi thì tôi có cảm giác như là nó vẫn là một cái vỏ nhựa, nhưng sang đến cái phần S6 Max V thì ngoài cái sự chắc chắn ra thì trên cái lớp vỏ này nó rất là bóng mịn, nó sẽ cho cảm giác như là một cái lớp ceramic. Ok, nhưng mà dù sao nó vẫn là nhựa và nó được sơn kỹ thuật cao hơn. Ok, và một điểm đáng chú ý nhất ở trên chiếc máy đấy chính là cái logo được cách điệu ở trên cái cụm LDS. Mình đánh giá rất là cao cái chi tiết này, Xiaomi gọt rũa vô cùng cẩn thận với một cái đường tròn đồng tâm tạo vân 3D, nhìn rất là sang trọng. Khi mà các bạn nhìn các cái góc cạnh này sẽ thấy nó nổi lên một cái vân vô cùng là đẹp, và khắc sâu vào trong ở vị trí giữa là cái logo Roborock, cho chúng ta một cái cảm giác là nó rất là ấn tượng và nó rất là dễ nhớ. Gần như là cái logo Roborock đã in vào trong tâm trí khá là nhiều người dùng rồi. Thì đấy là một cái điểm khác biệt. Tiếp theo nữa thì về nút bấm, cái cụm phím bấm trên này thì cho chúng ta một cái cảm giác như là một cái hệ thiết kế rất là phẳng. Nó sẽ không bị rời rạc, nó không bị tách rời như ba cái nút bấm riêng biệt này. Và ba cái nút bấm này sẽ thiết kế trên cùng một cụm. Mình đánh giá rất là cao cái thiết kế này. Với cách mà Xiaomi tạo ra những cái cung đường cong này, nó rất là đồng nhất với các cái hệ thống phím bấm ở đây. Thì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Mình sẽ thử tiếp sang cái phần giảm chấn. Các bạn có thể thấy nó rất là êm, nó khác hoàn toàn.
Ok, đấy là chỉ một vài cái điểm khác biệt nhỏ, nhưng cái sự khác biệt nhiều nhất ở đây là cái dòng chữ Reactive AI Optical Recognition, là cái khả năng nhận diện vật cản và giảm va chạm với những vật cản nhỏ bằng cách sử dụng cái camera AI và có cái khả năng phân tích và hiểu được không gian xung quanh. Ok, mình sẽ đi đến cái phần nội thất bên trong. Ở đây thì chúng ta có một cái điểm nhô ra giúp chúng ta mở cái nắp, và mình đánh giá rất là cao cái sự tinh tế của Xiaomi lần này. Tại sao lại có cái sự khác biệt nhiều như vậy? Bởi vì ở cái sản phẩm trước ấy, nó tạo ra một cái vết vác khá là sâu, cảm giác như nó đang bị thiếu. Lần này thì Xiaomi vô cùng là tinh tế, chúng ta sẽ không thể nhận ra được điểm khuyết và vừa đủ để chúng ta đưa tay vào mở ra. Ok, tiếp theo nữa thì vẫn là cái hộp giác, nhưng mà mình đang có cảm giác là nó chảy dài và cái cách mở cũng y hệt như các cái sản phẩm trước, nhưng mà cái kích thước của cái hộp chứa giác thì mình đang có cảm giác là nó sẽ dài hơn, và đúng như vậy, nó dài hơn cái sản phẩm trước, và cái kích thước của màng lọc HEPA thì không thay đổi. Và Xiaomi vẫn sử dụng cái màng lọc HEPA chuẩn E11 trên chiếc máy Roborock S6 Max V đời mới này. Màng lọc HEPA E11 của Xiaomi với tính năng Watchable chúng ta có thể rửa nếu cần thiết, và đặc biệt với cái khả năng lọc bụi đến 95% thì những cái bụi mịn, bụi nhỏ thì đều lọc rất là tốt. Ok, cách mở giác cũng không có gì khác biệt so với những cái phiên bản trước. Và trong cái khoang hút này, các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ tăng cái độ bóng lên rất là nhiều. Chúng ta sẽ có cảm giác một cái nội thất bên trong vô cùng là sang trọng. Ok, mình sẽ đậy hộp giác lại. Chúng ta vẫn có một công cụ mà Xiaomi luôn luôn cung cấp cho người dùng, đấy là một cái chiếc công cụ vệ sinh có chổi quét và có dao cắt. Chúng ta sẽ lật ngược mặt dưới của máy lên. Nếu như các bạn cẩn thận hơn với cái logo 3D này thì các bạn có thể nóp một cái miếng đệm ở phía dưới. Chúng ta có thể nặn một cái miếng đệm phía dưới thì chúng ta nặn lên để chống sức cho cái logo. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về sản phẩm như là model, nó là S6V5200. 5200 là mã của màu đen. Ở đây có tiêu chuẩn CE, là một cái tiêu chuẩn rất quan trọng khi mà sản phẩm có thể được phép lưu hành tại thị trường châu Âu. Ok, nói giới thiệu từ nãy đến giờ thì có một chi tiết mà chúng ta quên không để ý, đấy chính là cái phần nâu. Lần này thì S6 Max V sử dụng cái két nước rất là lớn. Theo như giới thiệu thì cái két nước này có cái dung tích chứa là 300ml nước, và đặc biệt hơn là Xiaomi có cấp nước điện tử. Đây, chúng ta sẽ thấy một cái van bơm ở đây, và được bơm cho cái két nước này qua một cái hệ thống dẫn để đưa nước xuống phần dưới và truyền dẫn vào cái khăn nâu. Đây là cái tấm nâu. Đấy. Ok, mình sẽ tiếp tục lật ngược mặt dưới của máy lên để khám phá xem là ở mặt sau có những gì khác biệt. Một điểm khác biệt nho nhỏ mà đây cũng chưa phải là sự khác biệt lớn, đó là cái chổi cao su 5 cánh, và được Xiaomi giới thiệu là có khả năng vươn xa cũng như là thu gom rác cao hơn rất nhiều so với cái chiếc chổi quét cảnh bằng chổi lông truyền thống. Nó sẽ bị những cái nhược điểm như là mắc và dễ bị hao mòn. Thì với cái chiếc chổi 100% là chất liệu cao su này thì có khả năng uốn dẻo cũng như là vươn xa và thu gom rác rất là tốt. Chúng ta sẽ xem đến cái số cảm biến 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Xiaomi vẫn sử dụng 6 vị trí cảm biến giống như người đàn anh là S6 Max V thì vẫn sử dụng 6 vị trí cảm biến và vẫn có một vị trí cảm biến ở trên cửa sổ, nhưng sẽ bỏ đi một vị trí cảm biến ở trên cửa sổ vì thông thường thì Xiaomi sẽ sử dụng 2 vị trí cảm biến và thay nó bằng một cái vị trí đặt camera. Rồi chúng ta sẽ khám phá đến cái phần cuộn hút trung tâm. Với cái lực hút 2500 PA, theo mình thì lực hút 2500 PA hiện tại đang là một cái con số cao nhất trong những chiếc máy dung hút bụi thông minh ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ mở hộp cái cuộn hút trung tâm ra. Thì khi mà kết hợp với cái cuộn hút trung tâm này thì cái lực hút và cái lực trà sát, và Xiaomi cũng giới thiệu cho chúng ta một cái thiết kế vi sát ở trên cái cuộn hút trung tâm này. Và với cái thiết kế vi sát thì cái công nghệ Floating Bird ở trên cái chổi này sẽ chống trượt, chống mắc tóc lên đến hơn 25% so với những cái thiết kế cũ trước đây. Và đặc biệt là chúng ta có cái phần mở khóa đây, chúng ta có thể là gỡ tóc vô cùng đơn giản chỉ bằng cái chốt mở khóa, tương tự hai bên đều như nhau.